Sáng nay, Bệnh viện 199 Bộ Công an cũng bắt đầu triển khai tiêm vaccine đợt 4 cho cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương. Đặc biệt, ưu tiên lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, lực lượng y tế, phóng viên Công an Nhân dân. Trong đợt 4, Bệnh viện 199 tiếp nhận gần 3.400 liều vaccine, bao gồm 3 loại vaccine AstraZeneca, Moderna và Pfizer-BioNTech. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm, bệnh viện đã tăng cường nhân lực, nhanh chóng triển khai tiêm chủng theo đúng kế hoạch. Đồng thời, việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch luôn được chú trọng trong suốt quá trình tiêm chủng. Đợt này, bệnh viện tiêm mới mũi 1 là vaccine Moderna cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tiếp tại những địa bàn nguy hiểm, phức tạp, có nguy cơ mắc dịch bệnh. Đồng thời tiến hành tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca cho những người đã đủ thời gian sau khi tiêm mũi 1. Dự kiến hoàn thành tiêm đợt 4 trước ngày 11 tháng 8.